Hello anh em và chào mừng anh em đến với kênh Tân Hưng Nhân Minh. Và ngày hôm nay mình cùng với anh em trải nghiệm một cái siêu phẩm mới, một cuộc hành trình mới. Và một tựa game này nó gọi là cái cách chơi á anh em, nó hoàn toàn mới luôn anh em ạ. Đó chính là Ngọc Rồng Nguyên Thủy. Trước khi mà trải nghiệm game á thì mình sẽ đi quay thưởng cho anh em nha. Mình có nói là trên 1k view thì mình sẽ quay cho anh em 20 cái. Bây giờ sẽ quay cho anh em 20k nha. Và những cái video sắp tới thì cũng thế luôn anh em ạ. Cứ trên 1k view sẽ quay cho anh em 20k nha, 61 comment luôn. Bạn Hoàng Trương ở bên server 7. Và bạn thứ hai của chúng ta là bạn Nguyễn Han Du ở bên server 1 nha. Chúc mừng hai bạn nhớ nhắn tin qua Facebook của mình để dưới phần mô tả để nhận được phần thưởng sớm nhất nha. Và anh em cũng nhớ comment tên ID server mình đang chơi kèm theo những cái ý tưởng hay ở dưới video. Nếu có thể làm được thì mình sẽ thực hiện cho anh em xem ở những cái video sớm nhất nha. Hello anh em nha và chào mừng anh em đến với kênh Tân Hưng Gaming. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một con game mới là Ngọc Rồng Nguyên Thủy nha. Mình cũng đã tạo ạc và mình đã trải nghiệm một cái khoảng thời gian nhất định rồi anh em ạ. Mình đã up con ạc mình lên 1.700.000 sức mạnh để có thể hướng dẫn, nói chung là cho những anh em tân thủ chuẩn bị qua Ngọc Rồng Nguyên Thủy chơi cùng với mình. Mình nghĩ là những cái video này á, khi mà qua những cái tựa game Ngọc Rồng mới á, thì là điều là cần thiết cho những anh em tân thủ. Thì về cái phần thưởng á, anh em sẽ bấm vào phần đổi quà nhé. Trước hết ấy, tạo ạc xong bấm vào phần đổi quà, nó sẽ có những cái món quà như sau. Và có cái này nữa nha, mấy cái hộp quà này mình cũng nhận ở trong cái phần thưởng này luôn anh em ơi. Lúc đó mình không biết thì mình cứ test mình nhận thử. Chúng ta có đấm cấp 2 này, để mình nhận hết mấy cái này luôn nha anh em. Đặc biệt á là ở bên cái Ngọc Rồng Nguyên Thủy này á, nó không có dịch map nha, nó còn không có tàn sát luôn anh em mà 100% anh em phải sử dụng tự động luyện tập luôn. Bình nước này, số lượng hai bình nước này á thì mình có tìm hiểu á, thì là mình sẽ đi ra bên này bấm vào cái cây này thì phải, mình dùng hai bình nước để đổi đệ tử anh em ạ. Nhận một con đệ tử nha. Sau khi mà nhận một con đệ tử xong á thì mình có một con đệ tử 1.500.000 sức mạnh luôn, là anh em có thể mặc đồ luôn nha anh em. Key nó hơi lỏ anh em ạ. Đệ tử key lỏ thế, đệ tử này đấm Galit luôn đường được ấy, nhưng mà key lỏ quá anh em ơi. Là cửa hàng ở bên này nhá, chúng ta sẽ có hai cửa hàng, mình giới thiệu sơ cửa hàng vàng trước này anh em ạ. Cơ chế của nó giống như là cơ chế của Ngọc Rồng chính của chúng ta luôn, nó không có khác gì hết nha anh em. Ở bên cửa hàng vàng á thì nó sẽ có bùa này anh em ạ. Mấy cái bùa này, và mấy cái bùa này anh em cũng có thể mua bằng ngọc ở bên bà hạt mít luôn nha. Không chỉ mua bằng vàng mà cũng có thể mua bằng ngọc luôn. Cùng với là chúng ta sẽ sử dụng cái coin anh em ơi. Anh em phải sử dụng super coin để mua đồ, chứ anh em không thể sử dụng vàng để mua đồ được nha. Mấy cái thông tin của game á, nó nằm ở bên phần thông báo có hết này. Cái tác dụng của vàng, coin và ngọc xanh nó sẽ ghi ở đây luôn, anh em sẽ vào đây tìm hiểu nha. Và nó còn có thông tin đổi linh thú này, thông tin chuyển hóa trang bị thần này, và thông tin cộng hưởng trang bị. Điều đặc biệt ở từ game Ngọc Rồng Nguyên Thủy này á, là chúng ta sẽ không đi đục sao pha lê, game Ngọc Rồng hay là ghép sao pha lê hút máu hút ki từ nó sức mạnh vô như những từ game Ngọc Rồng khác. Mà cái này là chúng ta sẽ là cộng hưởng trang bị nha anh em. Phải gọi là hoàn toàn mới luôn ấy, cơ chế cực kỳ mới luôn. Anh em nào mà muốn sang trải nghiệm thì cứ sang đây trải nghiệm cùng mình nhé. Vừa vào game thì chúng ta sẽ nhận được free 1000 ngọc nha anh em ơi. Và sau khi mà mở tài khoản xong các thứ á, thì nhận được thêm cái gì nữa hay không á, thì mình chưa test thử anh em ạ. Để chờ ngày mai. Ngày mai là ngày 16. Nói chung là video này á là mình đăng vào ngày 16 luôn rồi anh em. Tại vì hôm nay tối ngày 15 mình bắt đầu làm mà. Mình làm hơi trễ, định là làm vào khoảng ngày 13, 14 và đăng lên vào ngày 14 rồi đó. Nhưng mà nói chung là bận quá anh em ạ. Phần thì anh em cũng thông cảm giúp mình nha. Chúng ta có cửa hàng dành riêng cho đệ tử luôn này. Cửa hàng dành riêng cho đệ tử thì chỉ có mấy cái này thôi. Bông tai Votara luôn nằm ở trong này luôn anh em ạ. Ở bên cửa hàng bình thường thì mấy cái kẻ trang này mua bằng ngọc xanh này. Cải trang cũng rất là ok, la cải trang rất là bình thường luôn nha. Mình cực kỳ thích những cái cải trang giống như vậy luôn anh em ạ. Bởi vì nó mang đậm chất của Ngọc Rồng á anh em. Cửa hàng đặc biệt thì chúng ta có xu may mắn. Xu may mắn này để làm cái gì nhỉ? Đá cộng hưởng, ngọc trang bị, giáp luyện tập này mua bằng vàng này anh em ạ. Ui, có giáp luyện tập nó có cộng sẵn 5% luôn anh em ơi. 5% ki này, các thứ này, máy giò armor gì này. Đó, có nhiều thứ lắm anh em ơi, đá sáng tạo. Mà mấy cái này á, đầu tiên video này thì chỉ là review giới thiệu cho anh em thôi. Còn về mà chi tiết hơn á thì anh em nhớ đón xem những video tiếp theo ở trên kênh Tân Hưng Gaming Minh nha. Chọn trang bị cộng hưởng vị trí số 1, đá cộng hưởng vị trí số 2, phôi trang bị vị trí số 3, sau đó thì nâng cấp. Về cái phần cộng hưởng này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau nha. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về nhà. Tại vì nó không dịch map nữa anh em, cho nên là mình phải chạy qua tới cuối map luôn. Như thế này cũng khá là hợp lý á anh em ạ. Nó một phần này nó cũng giống như là cái phiên bản Ngọc Rồng chính của chúng ta luôn ấy. Nó không phải là bản mod đó anh em, dạng thế. Mình sẽ mở những cái hộp quà tân thủ
Sau đó thì cho anh em xem review cho anh em là trong hộp quà tân thủ này có cái gì nhá. Hộp quà tân thủ đầu tiên thì chúng ta sẽ có, ui, có đầy đủ găng luôn nha anh em ơi. Hộp quà thứ hai của chúng ta mở ra được cái hộp quà sự kiện 8 tháng 3 này. Mở ra được gì nhỉ? Cải trang chi chi 30 ngày anh em ơi, cải trang này chỉ số ok la đấy chứ. Và một cái con sên, đây là chỉ số của cái con sên này nha. Nói chung là giúp hỗ trợ cho những anh em tân thủ ấy. Ngọc rồng này cũng khá là tâm lý đó anh em ạ. À, biết hỗ trợ cho những anh em tân thủ luôn. Còn có vệ tinh nữa này anh em. Được cái này 50% tiềm năng sức mạnh anh em ơi. Ui, ủa sao mấy cái kia không có cộng? Mấy cái này đâu có cộng đâu đúng không? Ừ đúng rồi, có đúng cái radar này cộng thôi anh em ạ. À, cái này không thể giao dịch được đâu nha, bởi vì nó hỗ trợ cho tân thủ mà, làm sao mà giao dịch được đúng không anh em? Nếu mà giao dịch được thì anh em sẽ đem bán hết thì còn đâu gọi là hỗ trợ tân thủ nữa. Tân thủ 3 này, à 150 triệu mới mở được. Cái này 15 tỷ, còn cái này là 30 tỷ mới mở được anh em ạ. À, để mà có thể mở ra được những cái món quà miễn phí ở bên cái tựa game Ngọc Rồng Nguyên Thủy này thì anh em phải chăm chỉ đi cài sức mạnh nha. Và cái mốc sức mạnh hiện tại ở cái server đầu tiên của Ngọc Rồng Nguyên Thủy á, chuẩn bị ngày 16 là ngày hôm nay mình đăng video luôn này. Anh em đang xem ấy là ngày 16 ấy, là nó sẽ ra server 2. Mình là sẽ cắm ở bên server 2 luôn nha anh em. Cái thông tin sức mạnh của server hiện tại á, anh em muốn biết thì anh em chỉ cần bấm vào thông báo, anh em bấm vào đây, nó sẽ hiện ra cho anh em là mốc sức mạnh tối đa của cái server Nguyên Thủy hiện tại đang là 49 tỷ, chưa là 50 tỷ đâu nha, mới 49 tỷ thôi nha. HP và ki là 500k, sức đánh gốc là 22k, chí mạng là 9. Khá là ok, đầy đủ thông tin luôn. Anh em chỉ cần bấm vào cái vòng thông tin này thôi, nó đầy đủ thông tin cho anh em luôn ấy. Hoặc là nếu mà anh em lười đọc quá thì anh em có thể tìm hiểu ở trên kênh Tân Hưng Gaming, mình sẽ hướng dẫn tất tần tật cho anh em luôn nha. Chúng ta sẽ có là nhiệm vụ hàng ngày cùng với là đổi điểm năng động nha anh em ơi. Hình như là làm nhiệm vụ hàng ngày để tích điểm năng động, và sau đó thì chúng ta sẽ có là đổi với quà đồng là 100 điểm, quà vàng là 200 điểm, quà kim cương là 300 điểm. Thì quà đồng của chúng ta sẽ có cái bùa 3 ngày này, bùa 3 ngày ngẫu nhiên nhân 1 cùng với là ngọc rồng 4 5 6 sao, cải trang cu 3 ngày anh em ạ. À, để xem cái quà vàng nó là cái gì nhá. 7 ngày một cái bùa ngẫu nhiên 4 5 6 luôn nhân 3, và quà kim cương này mình nghĩ là ok là nó mới chứ. Ba loại bùa 7 ngày ngẫu nhiên nha. Anh em nhớ làm vụ hàng ngày để tích điểm nha anh em ơi, để nhận được mấy cái quà năng động này này. Đỉnh cao ấy chứ, xịn sò ấy chứ. Cải trang phi game 15 ngày luôn anh em ạ. À, và một món đồ VIP nhân 1 nữa anh em ơi. Ở cái bà Banshee này nó có cái chế tạo tóc tai này anh em ơi. Và nó còn có cái nâng cấp item cấp 2 nữa anh em ạ. À, đấy anh em có thể vào đây tìm hiểu nhé, nâng cấp thức ăn thần linh nữa này. Về phần vàng và ngọc á, thì anh em sẽ đi săn boss này, những cái con boss giới hạn đam, hay là anh em đi săn ăn trộm này, virus này, đó, ba la ba la anh em ạ. À, nhớ trải nghiệm game thì chúng ta sẽ biết được nhiều thông tin về game hơn nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh Tân Hưng Gaming Minh để có thể nhận được những cái video sớm nhất, cũng như là những cái hướng dẫn về cái tựa game Ngọc Rồng Nguyên Thủy này nha.